Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bài hướng dẫn tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập lịch học, lịch hẹn trên phần mềm Zoom mà không bị out ra ngoài khi hết 40 phút. Các bạn vào phần Student. Đó, nó sẽ hiện lên cái bảng Student Meeting này. Ở phần Topic này các bạn có thể thay đổi tên nhé. Tôi giả sử như là các bạn đặt là lớp toán chẳng hạn. Phần Start này, đây là cái ngày bắt đầu. Tôi giả sử như đây là cái ngày, tôi chọn là ngày 23, thứ hai ngày 23. Thời gian diễn ra, bắt đầu diễn ra, tôi chọn 8 giờ chẳng hạn. Ở đây nếu bạn nào mà muốn dạy vào buổi tối thì các bạn click vào AM, sau đó các bạn đặt là click mũi tên lên, chọn là PM đó. Thì nó sẽ diễn ra lúc 8 giờ tối. Duration. Các bạn có thể đặt thời gian ở đây là diễn ra trong cái lớp toán này, các bạn muốn dạy thì diễn ra trong vòng bao lâu? Giả sử như các bạn đặt là 3 giờ chẳng hạn. Đó. Ở đây cái phần phía sau, nếu mà các bạn muốn chỉ diễn ra trong vòng 3 giờ thôi thì các bạn click vào đây. Đó, sau đó các bạn chọn 0 phút hoặc tùy theo. Một số bạn muốn dạy thêm thời gian thì các bạn có thể click chọn 3 giờ 30 hoặc 15:45 tùy theo các bạn. Tiếp theo. Sau khi các bạn chọn cái thời gian là 3 giờ này thì nó sẽ hiển thị lên cái thông báo do Zoom Basic Plan Head 40 minutes time limited on meeting with 3 or more participants. Có nghĩa là cái phần mềm Zoom cơ bản này của bạn là chỉ giới hạn trong vòng 40 phút với 3 người hoặc nhiều hơn. Nếu các bạn click vào upgrade now này thì các bạn sẽ phải mất phí. Còn nếu các bạn không thích chọn thì thời gian diễn ra vẫn như cái duration này các bạn đặt nhé, là 3 giờ 30 phút mà không bị gián đoạn. Đó. Tiếp theo đến cái phần Meeting ID này. Nếu các bạn click vào Generate Automatic này thì nó sẽ tự động, khi các bạn bật mỗi lần tắt bật cái phần mềm Zoom này, nó sẽ tự động thay đổi ID và cái mật khẩu. Đó. Nếu các bạn click vào Personal Meeting ID này thì đây là cái ID cố định của các bạn. Một số bạn là không muốn password, không yêu cầu password thì các bạn chỉ cần nhập click chọn Personal ID này thôi. Sau đó các bạn bỏ tích chọn cái required meeting password này. Đấy. Một số bạn muốn yêu cầu password thì các bạn click vào đây, sau đó các bạn đặt password tùy theo. Đấy. Phần video này, có một số bạn để chế độ off thì khi các bạn bật phần mềm Zoom thì các bạn phải nhấn vào video start nhé. Đấy. Còn nếu các bạn muốn để chế độ tự động on, có nghĩa là khi các bạn bật phần mềm Zoom vào phần new meeting này, nó sẽ tự động bật camera thì các bạn nhấn chọn hot này, chọn on. Tương tự đến những người dùng tham gia vào các phần cuộc họp này, các bạn để nhấn on thì nó sẽ tự động bật cái camera của cái người tham gia. Audio này, nếu các bạn chỉ chọn telephone thì là những người dùng trên điện thoại mới nghe thấy âm thanh, hoặc là computer thì tương tự, các bạn chỉ sử dụng máy tính hỗ trợ âm thanh hoặc là laptop. Các bạn nên chọn telephone and computer này thì cả nghe được cả hai nhé. Tiếp theo còn phần Advanced Option này, ở đây tôi đã tích chọn sẵn rồi. Nếu các bạn click chọn Enable Waiting Room, cái này là bật chế độ phòng chờ. Các bạn click chọn Enable Zone Before Hot, có nghĩa là bật cho chế độ zone vào trước khi là cái thời gian diễn ra này, trước khi cái cuộc cái lớp học này diễn ra. Đấy. Nếu các bạn tích chọn Mute Participant On Chat này thì nó sẽ tắt âm thanh đi. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo còn phần cuối cùng, các bạn nếu các bạn click chọn Automatic Record Meeting on the Local Computer, có nghĩa là nó sẽ tự động lưu lại cái cuộc họp này trên máy tính. Đó. Sau khi các bạn đã thiết lập thông số xong, các bạn nhấn Start. Đó, thì nó sẽ tạo, nó thể hiện thêm một cái thông báo. Các bạn ở đây thông báo là lớp toán này, thời gian ngày 23 này. Đấy. Lúc 8 giờ tối này. Đấy. Đây là cái đường link các bạn, nếu một số bạn vào trình duyệt thì các bạn click vào đây. Đó. Sau đó các bạn nhập ID và password. Tương tự trên điện thoại thì các bạn chỉ cần nhấn zone, sau đó trên nhập ID và password, hoặc là trên một số máy tính các bạn đã cài phần mềm sẵn thì các bạn chỉ cần nhập ID và password vào. Đó. Bạn quét, sau đó các bạn quét chọn này, nhấn copy to clipboard này, sau đó các bạn gửi vào Zalo hoặc là Facebook group của cái lớp mình, gửi cái thông tin này cho các em học sinh. Đó.
là người ta biết là lớp toán này diễn ra ngày 23 này. Đấy, thời gian lúc 8 giờ vào buổi tối này. Đó, với ID mật khẩu này. Đấy, thì các em nắm được thông tin thì đến giờ thì các em sẽ tự động dôn vào, mà các thầy cô không phải gọi điện hay là nhắn tin cho các em mất nhiều thời gian nữa. Ở đây các em đã có lịch sẵn rồi thì các em sẽ tự động vào nữa mà thầy cô không cần phải nhắc. Đây, sau đó các bạn tắt đi này. Đó thì nó sẽ tạo ra đây cái lịch học lớp toán này diễn ra lúc 8 giờ đến 11 giờ này. Đấy. Ở đây nếu các bạn muốn thay đổi thông tin đấy, thì các bạn có thể click vào nút ba chấm này. Đấy, các bạn nhấn edit đó để thay đổi. Ví dụ như các bạn muốn diễn ra trong vòng 2 giờ hoặc là 1 giờ tùy theo các bạn, có thể lựa chọn hoặc là thay đổi mật khẩu đây hoặc là thay đổi các cái thông tin ở trên này. Sau đó các bạn nhấn save đó. Còn nếu các bạn mà không muốn tạo cái lớp này nữa thì các bạn click chọn, sau đó các bạn nhấn delete để xóa đó. Bây giờ mình đã tạo xong cái lịch xong. Nếu đến cái thời gian này thì các bạn chỉ cần nhấn start là nó có thể hiển thị lên cái thời gian cái cuộc họp này. Đấy. Thì các em học sinh sẽ tự động zone vào đây mà các bạn không cần phải nhắc lịch cho các em nữa, tại vì mình đã tạo lịch sẵn rồi. Sau đó là mình gửi thông tin qua Facebook hoặc là Zalo. Đó. Ở đây mình cài chế độ lưu tự động. Đấy. Ghi lại tự động cái cuộc họp. Ở đây nếu các bạn nào mà còn chưa nắm rõ được thì mình có thể thao tác lại một lần nữa. Các bạn vào Structure. Đấy, sau đó giả sử như các bạn tạo lớp văn chẳng hạn. Nhưng các bạn nên lưu ý nhé. Đấy. Ở đây tôi giả sử tôi cũng diễn ra ngày 23. Đấy, cũng ngày 23. Thứ hai ngày 23 chẳng hạn. Nhưng các bạn không được đặt cái thời gian này diễn ra, tôi giả sử như là các bạn đặt là lúc 8 giờ thì nó sẽ trùng nhá các bạn, là nó sẽ không thể diễn ra liền lúc được hai cuộc họp trong cùng một cái thời gian nữa. Đấy, các bạn đặt là TN như thế, tôi giả sử như thế. Đấy. Sau đó các bạn nhớ Scroller. Đấy thì nó sẽ hiển thị xong. Đấy. Sau đó các bạn copy gửi như bình thường. Đấy, tôi giả sử như các bạn đặt hai cái lịch này trùng nhau thì các bạn không thể nào mà dạy cùng lúc được. Đấy thì các bạn có thể là vào edit. Đấy. Nhiều khi ở trùng lịch nhé, các bạn chú ý nhé, trùng lịch trùng ngày là không được, các bạn phải thay đổi thời gian ở đây. Đấy. Thay đổi ví dụ như các bạn cho là bạn cho 7 giờ và hoặc 8 giờ 10 giờ đi, 8 giờ 9 giờ 9 giờ vào buổi sáng. Ok chẳng hạn. Đến save. Ok, sau đó các bạn copy to clipboard này, sau đó các bạn nhấn close. Đấy. Rồi các bạn copy vào các cái Zalo hoặc là Facebook group của các bạn. Đó. Sau khi các bạn đã tạo xong thì các bạn nhấn đến cái thời gian thì các bạn chỉ việc nhấn start. Đó. Như vậy là ok. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong hướng dẫn các bạn cách tạo lập lịch học mà không bị out ra ngoài trong vòng 40 phút. Đó. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy like và subscribe giúp mình để có thể theo dõi những cái bài học tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn.